của SBTN Washington DC. Kính chào quý vị, kính thưa quý vị. Dạ tiệc mừng xuân Canh Tý 2020 lần thứ 32 do Hội Thân hữu Gò Công vùng Hoàng Đốn được tổ chức vào ngày thứ Bảy 1 tháng 2 tại thành phố Fortress, Virginia. Trong tâm tình hướng về cội nguồn và nhằm mục đích duy trì văn hóa cổ truyền cùng thắt chặt mối dây thân ái của quý hội viên và thân hữu, Hội Thân hữu Gò Công đã long trọng tổ chức một buổi họp mặt tân niên chúc mừng năm mới xuân Canh Tý tại nhà hàng Harvest Moon thành phố Fortress, Virginia vào lúc 6:30 chiều ngày 1 tháng 2 2020 với sự tham dự đông đảo của quý hội viên và khách mời. Sau phần chào cờ quốc kỳ Mỹ Việt là múa lân để đón chào năm mới do đoàn lân của nhà Việt Nam đảm trách, ông Lỗ Công Thông, Hội trưởng Hội Thân hữu Gò Công chào mừng quan khách và chúc Tết mọi người đến chung vui cùng hội. Mục sư, bác sĩ Trần Văn Sáng giới thiệu một số khách mời và đến từng bàn chào hỏi. Cũng như thông lệ hàng năm, hai em đại diện lên chúc Tết ông bà, các cụ lớn tuổi, sau đó các em lần lượt tiến lên để nhận tiền lì xì từ các cụ cao niên. Ngoài ra còn có một sổ số lấy hên đầu năm, lô độc đắc là một TV 46 inches. Văn nghệ giúp vui do ban nhạc The Memories đảm trách và cùng một số ca sĩ trong vùng đã kết thúc chương trình vào lúc 11 giờ khuya cùng ngày. Tôi là Huỳnh Cảm Dần, cụ hội trưởng người thứ ba của Hội Gò Công nay là 32 năm. Hôm nay nhân dịp đầu năm, tôi cũng xin thành thật chúc cho quý vị thân quyến, đồng hương Gò Công cũng như bạn bè ở tất cả trên thế giới, mọi miền, cũng như ở quê hương chúng ta được một năm vạn sự như ý, mọi điều an lành. Luôn tiện đây cũng có đôi lời gửi nhắn với tất cả thân hữu Gò Công trong nước như ngoài nước. Hội Gò Công chúng ta mỗi một năm được tổ chức họp mặt hai lần, nhất là vòng vòng 1-2 tuần lễ sau Tết Nguyên Đán và trong mùa hè vòng vòng trong tháng 7. Thì nếu đồng hương Gò Công chúng ta có ai mà còn nhớ quê hương, hãy về để họp mặt cùng chung vui và là nhớ lại kỷ niệm hồi xưa, những tuổi già cũng như tuổi trẻ để họp mặt với nhau, hàn huyên để mà nhớ lại bà con thân quyến quê hương chúng ta ở Gò Công. Em tên là Phan Anh Kiệt, con của Phan Nhân Ba. Thì năm nay cũng là năm chắc cũng trên chục năm rồi, năm nào cũng đi hội này. Tại vì ba cũng là cái thân hữu của Hội Gò Công, thì lúc nào cũng dẫn gia đình đi chung hết á. Thì mỗi năm thì tụi em tham gia cái mùa đông với là có mùa hè cái picnic thì vui lắm, ra dẫn con cái đi chơi, đi theo luôn. Thì cũng nhân cái dịp này thì cũng chúc cho cộng đồng Việt Nam ở đây cái mùa xuân thật sự là an khang thịnh vượng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi dạ tiệc mừng xuân Canh Tý 2020 do Hội Thân hữu Gò Công vùng Hoàng Thành Đốn tổ chức. Xin hẹn quý vị vào những kỳ phóng sự lần sau. Kính thưa quý vị, bản tin Hoàng Thành Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SBTN DC, xin email về washingtondc@sbtn.tv. Bích Phượng kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Bích Phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình học hỏi và tìm hiểu về viêm gan B. Làm thế nào để bảo vệ sức khỏe của quý vị? Do bác sĩ Trần Văn Sáng phụ trách. Thử máu miễn phí, Free General Blood Test cho viêm gan, cholesterol, chức năng gan và thận, đường lượng trong máu và chỉ số A1C. Có tham vấn cá nhân về các câu hỏi có liên quan đến viêm gan B. Chương trình bắt đầu lúc 9:30 sáng thứ Hai, ngày 17 tháng 2 năm 2020. Tại Hope Connect Center, 6408 Seven Corners Place, Suite K, Fortress, Virginia, 22044.
xin quý đồng hương gọi cho Jennifer điện thoại số 703-241-8811 hay cell phone 703-395-5534. Trân trọng kính mời.